Android và iPhone, tablet và iPad. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát. Nam mô Hòa Thượng Thích Giác Khen. Xin các bạn hãy vào trang web này cài đặt cho cả iOS và Android. Khi các bạn vào trang web thì các bạn sẽ thấy có hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là Play Store, tức là cài đặt trên điện thoại Android hoặc là tablet. Cái thứ hai là Apple Store, là cài đặt cho điện thoại iPhone hay là iPad và thiết bị iOS. Thì các bạn sẽ bấm vào một trong hai cái đó để vào cái trang cài đặt chính hay các bạn. Và sau đây mình sẽ hướng dẫn bằng video cho các bạn cài đặt trên thiết bị iPhone hay là iPad. Hôm nay thì nhóm Pháp Âm Sư Khang xin giới thiệu với các bạn một cái app mà giúp cho các bạn có thể vừa tụng kinh trên điện thoại, có thể nhìn mặt chữ chạy như kiểu hát karaoke, mà có thể nhấn nhá cái giọng của các bạn theo giọng tụng của thầy Chí Thoát, mà đôi khi các bạn không cần kết nối với Internet mà các bạn vẫn có thể làm được điều đó. Nào, chúng ta hãy bắt đầu ha. Thì cái app này nó được phát triển cả trên điện thoại iPhone và điện thoại Android như là Samsung, Oppo hay là Xiaomi hay là những cái điện thoại Android khác. Thành ra cái tên cái app này á, nó tên là Kinh Trì Tụng. Các bạn có thể lên trên Google Play hoặc là lên trên Apple Store. Các bạn gõ cái chữ Kinh Trì Tụng thì các bạn có thể tìm được cái app. Bây giờ chúng ta hãy thao tác trên iOS nha các bạn. Tức là tất cả cái dòng điện thoại iPhone hay iPad ha. Đầu tiên các bạn thấy cái biểu tượng Apple Store. Tức là chữ E trắng ở trên cái nền xanh ở trên màn hình mình nè. Thì các bạn bấm vào cái chữ A này. Rồi, thì ngay cái mục mà chữ search ở góc phải màn hình đó, ở góc dưới phải màn hình đó, thì mình bấm chữ search ở đây. Thì ở đây ngay cái dòng cái có cái kính lúp mình gõ vô đây, ghi là Kinh Trì Tụng. Các bạn thấy cái chữ Kinh Trì Tụng đầu tiên không ạ? Cái dòng đầu tiên á, các bạn bấm vô cái chữ đó giùm mình ha, bấm vô. Đây. Thì các bạn sẽ thấy là cái biểu tượng của cái kinh đó là hình cái bánh xe pháp luân, kế bên là Kinh Trì Tụng, và các bạn bấm vô cái mũi tên sổ xuống, bấm vào để cài đặt ha. Mình bấm vô. Các bạn đợi giây lát, cái app này không có dung lượng, nó không có lớn, thành ra nó cài rất là nhanh. Rồi, sau khi mà cài rồi thì các bạn bấm vô chỗ open, tức là mở á, bấm vô. Rồi, các bạn sẽ thấy một cái dòng status, tức là những cái lời dạy của Đức Phật. Trên cái giao diện app thì đầu tiên là chữ đọc kinh, tức là nằm ngay phần đọc kinh ngay chỗ này nè. Ha, nằm bên cái góc đọc kinh, tức là những cái bản kinh có chữ cho mình đọc. Rồi kế bên là ba dấu gạch ngang, thì mình bấm vào đây xem ở đây là cái gì ha, thì mình bấm vào đây. Thì có cái mục chia sẻ. Nếu các bạn muốn chia sẻ này cái app cho tất cả bạn bè, bạn đồng tu, cái người nào đó thì các bạn bấm vô cái mũi tên này. Hai á, là các bạn cần sự hỗ trợ của lập trình viên á, thì các bạn bấm vô cái chữ hỗ trợ để gửi cái xin cái hỗ trợ của lập trình viên. Còn nếu không á, thì các bạn muốn đánh giá cái app á, thì các bạn bấm vô chữ đánh giá cho mấy sao á, thì bấm vào đây. Ha, thì ngay chỗ này các bạn sẽ viết cái review, tức là cái nhận xét của cái app, và các bạn bấm chữ send. Rồi, mình quay lại cái app ha. Mình thao tác. Bấm vào đây. Nếu các bạn xài app này ban đêm á, thì các bạn bấm vào biểu tượng mặt trăng khuyết ở đây, nó sẽ chuyển thành màu đen để chữ nó nổi lên cho các bạn dễ nhìn. Còn các bạn xài ban ngày thì bấm biểu tượng mặt trời, bấm vào đây. Và lập trình viên có đính kèm cái chức năng dịch luôn,
ngay chữ Google Translate nè, thì các bạn bấm vào đây. Cái phần này mình không nói ha, mình chỉ đi về cái phần app chính thôi. Thì trong cái phần đọc kinh này chúng ta sẽ có bốn mục. Thứ nhất là kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, thứ hai nghi thức tụng chú Đại Bi, thứ ba nghi thức tụng niệm và thần chú Mật Tông. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện thì ai cũng biết rồi ha, mình bấm thử nha, bấm vào đây. Thì khi bấm vào đây á, thì nó có cái ký hiệu ở đây là chữ chưa tải, tức là mình chưa mở ra. Thì khi các bạn bấm vô cái ô bên dưới này thì các bạn sẽ tải bản kinh đó về, nó đang tải đó các bạn. Rồi nó tải xong rồi thì các bạn sẽ thấy giao diện và các bạn kéo qua bên tay tay trái đọc giống như đọc ebook vậy đó, thấy không nè. Rồi mình quay lại nha. Rồi nếu các bạn muốn quay lại màn hình chính thì bấm một lần nữa vô quyển kinh, vô cái hình của quyển kinh, bấm một cái thì có cái mũi tên bên tay tay trái, mình bấm vào tay trái để quay lại và mình bấm vô. Và các bạn đã thấy nè, cái chữ đã tải nó hiện ra, tức là kinh nó đã lưu lại rồi. Mình bấm vô mũi tên này quay lại màn hình chính. Ở nghi thức từ trì tụng chú Đại Bi nó cũng tương tự như vậy, mình sẽ không nói. Mình nói về cái phần nghi thức tụng niệm. Thì trong nghi thức tụng niệm này các bạn bấm vào đây. Thì các bạn, thí dụ như các bạn ở nhà mà muốn cầu an hay cầu siêu hay là sám hối hay thọ trì hay là cúng thất hay là an vị Phật mà các bạn không biết làm như thế nào, thay vì các bạn lên mạng các bạn gõ tìm kiếm thì các bạn vô thẳng ở đây có sẵn hết cho các bạn, rất là tiện phải không các bạn. Đôi khi là muốn thỉnh một vị thầy nào đó về tụng nhưng mà không có vị đó ở gần nhà thì bản thân mình có thể trì tụng, mình giữ giới, mình ăn chay, mình trì tụng thì công đức cũng cũng tốt như nhau. Mình quay lại ha. Rồi tới thần chú Mật Tông. Thì trong Mật Tông này sẽ có rất nhiều bài chú phổ biến nằm ở trong đây, thì mình bấm vô đây nha. Thì ở đây nè có Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh ha, thần chú Chưởng Đề ha, thần chú Dược Sư, thần chú Lăng Nghiêm, thần chú Đại Bi, Tiêu Tai Cát Tường, những cái bài chú chính ở trong Phật giáo. Và đó là xong cái phần đọc kinh. Rồi trong đây á, các bạn bấm vô cái biểu tượng này nè, ở giữa nè, cái mũi tên ở giữa nè, thì có thư viện kinh. Thì trong thư viện kinh này các bạn sẽ phát hiện ra là có kinh Thủ Lăng Nghiêm, kinh Dược Sư, những kinh đại thừa ha, kinh Pháp Cú, kinh Diệu Pháp Liên Hoa, kinh Maha Bát Nhã Ma La Mật Đa, kinh Luân Hoàn Xám, kinh A Di Đà và kinh Hoa Nghiêm. Thì các bạn muốn coi quyển kinh nào thì các bạn cứ bấm vô quyển kinh đó, ví dụ như mình nói là kinh Thủ Lăng Nghiêm đi, bấm vô. Nè, thì có tập 1, tập 2, thấy không? Đó, thì bấm vô tập 1 ví dụ đi, coi nó ra như thế nào. Tập 1, tập 2. Rồi. Đó là những cái phần kinh, ví dụ như kinh Dược Sư chẳng hạn. Bấm vô kinh Dược Sư. Đó. Rồi, mình quay lại cái phần này. Và phần cuối đó là nghe kinh và nghe giảng. Thì các bạn bấm vô cái biểu tượng headphone ở bên góc này. Và ở đây có chức năng luôn tụng kinh nữa thưa các bạn. Tụng kinh mà mình nhắc ngay phần đầu á, tức là nó thể hiện chữ, nó hiện chữ rồi xong cái nó đồ chữ lên, giống như khi mà mình hát karaoke nó đồ chữ lên cho tụi mình vậy đó. Bây giờ mình bắt đầu đi tìm khám phá nha. Bấm vô đây. Đầu tiên là kinh Bát Nhã Tâm Kinh của Thầy Chí Thốt. Rồi kinh Chú Lăng Nghiêm, Chú Đại Bi, kinh Bách Dụ vân vân. Bây giờ mình ví dụ thử như là Bát Nhã Tâm Kinh của Thầy Chí Thốt nha. Mình thao tác nha, bấm vô đây. Thì trước hết các bạn phải bấm vô cái mũi tên sổ xuống á, để các bạn tải nó về trên máy. Để thí dụ như các bạn không có internet, các bạn vẫn vẫn nghe thầy tụng kinh được và vẫn coi bản kinh được. Mình bấm vô nha. Rồi nó đang tải, đợi chút xíu. Tải nhanh quá ha các bạn. Rồi, sau khi nó tải xong rồi chứ gì, mình sẽ bấm vô nút mũi tên để mình play cái kinh, tức là mình cho nó hát nha. Bấm. Các bạn nghe không? Ma ban nhà ma la mận đa ta Ngay cái thanh ngang ở dưới đây nè. Thấy không? Các bạn có thấy chữ ma a Bát Nhã Tâm Kinh Thầy Thích Chí Tố không? Các bạn bấm vô cái đó thì nó hiện ra đây. Nha, thì ở đây mình sẽ chỉ cho các bạn một cái thao tác hay hơn nữa. Đó là thứ nhất là tốc độ hát kinh hay là tốc độ tụng kinh của thầy. Thì thí dụ như tốc độ bình thường là 1x. Các bạn nghe nha. kinh quang tự tại bồ Bây giờ mình muốn nhanh hơn tí, đúng không? Thì mình đấm lên 1.25s. Mình nghe, nghe nha, nhanh này nha.
Bồ Tát hành thâm ban nhã ba. Muốn nhanh hơn nữa nè, 1.5 nè. Ba la mật đa thời chịu. Nhanh hơn nữa, 1.75. Nhân mùa vẫn giai công độ nhân thiên. Nhanh hơn nữa, 2 chấm. Bồ anh xa lời thứ. Bây giờ muốn chậm lại, bấm vô lần nữa, 0.75 cho nó chậm lại. Sang bất cái gì không không bấn gì. Rồi muốn chậm, muốn nhanh hơn chút, 1s trở về bình thường. Ok. Rồi, đó là chức năng nhanh chậm của cái app. Cái thứ hai là gì? Chức năng tụng kinh mà mình tụng theo giọng của thầy luôn, có nghĩa là vẫn nghe giọng của thầy tụng và ở đây mình vẫn tụng được và hiện luôn bảng chữ cho chúng mình, thì mình bấm vô cái bảng chữ kinh ở đây. Các bạn thấy không? Rồi, bây giờ mình bắt đầu mình play nha. Thử nè, mình kéo lên này nha. Mình bắt đầu mình play nè. Mình cho nó play nha. Thì sanh sanh tưng thì không không tưng thì sanh thọ tưởng hành tưng diện vốn như thì cái chữ nó sẽ tự động xa lời tư thì chư pháp không tướng bấn sanh bấn ai diệt bấn cấu bấn tình bấn tăng bấn giảm thì khổ không trung vô sắc vô thọ tưởng hành thân vô nhang nhi tỳ thiệt thân. Mình quay lại nha các bạn, mình quay lại cái màn hình chính này và còn một chức năng nữa. Đó là cái gì? Chúng ta có thể hẹn giờ. Ví dụ như chúng ta tối mà chúng ta muốn nghe kinh 10 phút, 20 phút hay là 1 tiếng thì chúng ta bấm vô chức năng đồng hồ này. Các bạn thấy không? Hẹn giờ tắt nè. Có nghĩa là 30 phút sau tôi muốn tắt thì bấm chọn 30 ha. Đóng. Rồi, mình quay lại màn hình chính. Và khi các bạn đao cái lấy cái kinh này về trên máy rồi á, các bạn không muốn giữ nó thì có bấm thấy cái chữ xóa đỏ trên góc trên bên bên phải màn hình không? Mình bấm xóa. À, người ta hỏi là có muốn xóa không? Bấm xóa. Là xong. Không có lưu gì trên đó hết. Là xong rồi đó các bạn. Và sau đây là lời cảm ơn để làm được cái app này trên Android và iOS thì chúng tôi rất chân thành cảm ơn bạn lập trình viên ở Huawei đã giúp thiết kế và lập trình app trên Android và iOS. Bạn đã dành những đêm thức trắng để cập nhật với những cập nhật mới của Apple Store và Google và cùng làm việc với nhóm để đưa ra cái app sớm nhất cho đại chúng. Xin tán thán công đức của bạn. Và chúng tôi cũng xin cảm ơn các bạn cộng tác viên của nhóm Pháp Âm Sư Khang đã tình nguyện hỗ trợ kiểm tra test app và đóng góp ý kiến để cho app càng ngày càng hoàn thiện. Và một lần nữa, chúng tôi cũng cảm ơn bạn designer giấu tên giúp cho chúng tôi thiết kế cái logo cho app, cho website và cho cả nhóm Pháp Âm Sư Khang. Và cuối cùng, chúng tôi rất là cảm ơn tất cả mọi người trên thế giới đã ủng hộ nhóm trong 12 năm qua. Lời hồi hướng. Chúng tôi nguyện đem tất cả công đức của việc làm áp này nếu có được hồi hướng cho tất cả pháp giới, chúng sanh, quý vị và tôi, tất cả những chúng sanh hữu tình, vô tình, đều đồng vãng sanh cực lạc quốc và trọn thành Phật Đạo. Xin quý vị hãy cố gắng tu mau kẻo trễ, đừng có bị tại vì bởi nữa. Tôi cũng xin lặp lại lời của sư ông ở đây. Quý ông, quý bà, kính tôi là phải giữ 5 giới, 8 giới, ăn chay, học giáo lý, niệm Phật nhất niệm và phát nguyện vãng sanh. Tôi về trước trên đó mà sau này không thấy quý ông, quý bà là tôi về tôi kiếm quý ông, quý bà. Để chi biết không? Để nhận nước gì quá làm biến. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin cảm ơn thiện giác xin kính bút Florida ngày 10 tháng 5 2024. A Di Đà Phật.